bỏ giày ra nhá. Vào đi. Đây là khu bếp và nhà ăn của chùa. Đây là khu nghỉ ngơi của các sư thầy. Tắc kè. Tắc kè. Tắc kè. Gì nữa? Hình như là chủ chính ở trên này hay sao ấy. Đi chứ nó xuống rồi chủ. Anh ơi, cho em hỏi chùa chính ở trên này ạ. Dạ, cảm ơn. Chùa bàn định định bàn cơ định bàn cơ định bàn cơ rộng lắm.